5 loại thực phẩm sau đây dễ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn nên thận trọng khi sử dụng. 1. Nước giải khát có caffeine. Theo nghiên cứu, phụ nữ mang thai thường xuyên uống cà phê với cà phê sẽ làm giảm 50% khả năng sinh sản của phụ nữ và vô sinh ở nam giới. Hầu hết, phụ nữ uống nhiều hơn một tách cà phê mỗi ngày có khả năng thụ thai thấp hơn 50% so với phụ nữ không uống. Ngoài ra, các bác sĩ khuyên rằng khi đàn ông và phụ nữ có kế hoạch mang thai, họ nên giảm thiểu việc sử dụng thực phẩm có caffeine để đảm bảo khả năng thành công. 2. Đồ uống có cồn. Theo các chuyên gia, rượu là thành phần chính của athenol. Athenol có thể làm tăng nồng độ catecholamine của cơ thể, làm co mạch máu và teo tinh hoàn và dễ dàng gây ra sự thiếu hụt nội tiết tố nam khác, gây ra giọng nam, giới tính mỏng hơn và hiệu suất nở ngực ở nữ tính. Ngoài ra, ở phụ nữ có thể dẫn đến vô sinh, kinh nguyệt không đều, gây ra thay đổi trứng hoặc ngừng rụng trứng. 3. Hạt hướng dương. Trong thành phần dinh dưỡng của hạt hướng dương có một số thành phần protein ức chế tinh hoàn có thể gây teo tinh hoàn, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản bình thường. Đó là lý do tại sao những người trẻ trong độ tuổi sinh sản nên dừng ăn loại hạt này. 4. Đậu nành. Theo các chuyên gia y tế Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng đậu nành rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người mắc bệnh tim mạch. Đàn ông không nên tiêu thụ quá nhiều đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành vì chúng có thể làm giảm số lượng tinh trùng, làm suy giảm chức năng của dương vật và gây vô sinh ở nam giới. 5. Thức ăn nhanh. Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn có chứa rất nhiều bảo quản. Trong thành phần dinh dưỡng của thức ăn nhanh có chứa rất nhiều chất bảo quản, dầu mỡ, chất độc, chất béo, phụ gia làm thay đổi hormone giới tính, làm giảm khả năng sinh sản, tinh trùng yếu, gây vô sinh ở nam giới. Do đó, bạn nên hạn chế ăn những thực phẩm này để bảo vệ sức khỏe.